Đây là cỏ sứa NLT01 các bạn nhé. Đây là loại giống cỏ mới được nhiều người ưa chuộng hiện nay. Các bạn có thể xem thông tin chi tiết các loại giống cỏ này ở trong kênh của mình. Mình đã quay video chi tiết cho tất cả các bạn xem rồi. Đây các bạn xem, lá rất là lớn, bằng lá ngô luôn. Và cho năng suất, và hiện tại thì rất nhiều người ưa chuộng. Rất là khủng luôn các bạn nhé.